Thi thiên 140. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy giải cứu tôi khỏi kẻ ác, bảo hộ tôi khỏi người hung bạo, là kẻ toan mưu ác nơi lòng. Hằng ngày chúng nó hiệp lại đặng tranh chiến. Chúng nó mài nhọn lưỡi mình như rắn, có nọc độc rắn hổ trong môi mình. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy giữ tôi khỏi tay kẻ ác, bảo hộ tôi khỏi người hung bạo, là kẻ toan mưu làm bước tôi vấp ngã những kẻ kiêu ngạo đã gài bẫy và trăng dây cho tôi, dương lưới dọc dài theo đường. Chúng nó cũng đặt vòng gài tôi. Tôi thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng, Ngài là Đức Chúa Trời tôi. Đức Giê-hô-va ơi, xin lắng tai nghe tiếng nài xin của tôi. Hỡi Chúa Giê-hô-va là sức lực về sự cứu rỗi tôi. Chúa che chở đầu tôi trong ngày chiến trận. Hỡi Đức Giê-hô-va xin chớ ứng hoàng sự ước ao kẻ ác chớ giúp thành mưu kế nó e nó tự cao chăng. nguyện sự gian ác của môi những kẻ vây tôi bao phủ đầu chúng nó. nguyện than lửa đỏ đổ trên chúng nó, nguyện chúng nó bị quăng vào lửa, trong nước sâu chẳng cất dậy được nữa. Người nào có lưỡi gian trá chẳng được vững lập trong xứ, tai họa sẽ đuổi theo kẻ hung bạo đặng đánh đổ hắn. Tôi biết rằng Đức Giê-hô-va sẽ binh vực duyên cớ kẻ khổ nạn đoán xét công bình cho người thiếu thốn. Người công bình hẳn sẽ cảm tạ danh Chúa, người ngay thẳng sẽ ở trước mặt Chúa. Chương 13 Này là lần thứ ba mà tôi sẽ đi đến nơi anh em. Mọi việc sẽ định cứ lời khai của hai hoặc ba người làm chứng. Điều đó tôi đã nói rồi, bây giờ lại nói trước nữa. Ngày nay tôi giàu vắng mặt, nhưng chẳng khác lúc tôi ở với anh em lần thứ hai. Tôi rao cho kẻ trước có phạm tội và cho mọi kẻ khác rằng, nếu tôi lại đến thì chẳng dung thứ chi hết. Vì anh em phải có một bằng cớ rằng, đấng Christ phán bởi tôi, tức là đấng đối với anh em chẳng phải là yếu đuối đâu, bèn là mạnh mẽ ở giữa anh em vậy. Bởi vì, dầu Ngài nhân sự yếu đuối, đã bị đóng đinh vào thập tự giá, nhưng Ngài sống bởi quyền phép Đức Chúa Trời. Chúng tôi cũng vậy, dầu là yếu đuối trong Ngài, nhưng nhờ quyền phép Đức Chúa Trời thì cũng sẽ sống với Ngài, đặng làm việc giữa anh em. Chính anh em hãy tự xét để xem mình có đức tin chăng. Hãy tự thử mình. Anh em há không nhận biết rằng có Đức Chúa Giêsu Christ ở trong anh em sao? Miễn là anh em không đáng bị bỏ. Xong, tôi mong anh em nhận biết rằng chúng tôi chẳng đáng bị bỏ. Nhưng chúng ta cầu xin Đức Chúa Trời cho anh em đừng làm việc ác nào chẳng phải để tỏ ra chính chúng tôi được ưng chịu song hầu cho anh em làm điều thiện mặc dù chúng tôi như đáng bị bỏ vì chúng tôi chẳng có thể nghịch cùng lẽ thật nhưng chỉ có thể thuận theo lẽ thật dầu chúng tôi yếu đuối miễn là anh em được mạnh mẽ thì chúng tôi cũng vui mừng và điều chúng tôi cầu xin ấy là cho anh em được nên trọn vẹn vậy nên khi vắng mặt tôi viết những điều này để khi tôi có mặt không dùng thẳng phép theo quyền Chúa ban cho tôi để gây dựng, chứ không phải để hủy diệt. Rốt lại, hỏi anh em, hãy mừng rỡ, khá theo đến sự trọn lành, hãy yên ủi mình, hiệp một tâm tình, ở cho hòa thuận, thì Đức Chúa Trời sự yêu thương và sự bình an sẽ ở cùng anh em. Hãy lấy cái hôn thánh mà chào nhau, hết thảy thánh đồ chào anh em nguyện xin ơn của Đức Chúa Giêsu Christ, sự yêu thương của Đức Chúa Trời và sự giao thông của Đức Thánh Linh ở với anh em hết thảy. Chương 7 Khi vua đã ngự trong cung mình và Đức Giê-hô-va đã giải cứu người khỏi các kẻ thù nghịch chung quanh mình, khiến cho người được bình an, thì vua nói cùng tiên tri Na Thang rằng: Hãy xem, ta ngự trong cái cung bằng bá hương, còn hòm của Đức Chúa Trời lại ở dưới màn trướng. Na thưa cùng vua rằng, hễ trong lòng vua có ý làm gì thì hãy làm, vì Đức Giê-hô-va ở cùng vua. Nhưng trong lúc ban đêm, có lời của Đức Giê-hô-va phán cùng Na rằng, hãy đi nói cùng David tôi tới ta rằng, Đức Giê-hô-va phán như vậy, người há sẽ xây cho ta một cái đền để ta ngự tại đó sao? Ngươi biết, từ ngày ta đưa dân Israel ra khỏi xứ Ai tô cho đến ngày nay, ta chẳng có ngự trong đền nào nhưng hằng đi đó đây dưới trại và nhà tạm khắp nơi nào ta ngự qua với dân israel ta há có phán lời gì cùng một trưởng nào trong các chi phái israel là kẻ ta dặn chăng dân sự ta sao ta há có phán cùng chúng nó rằng cớ sao các ngươi không dựng cho ta một đền thờ bằng gỗ bá hương vậy bây giờ ngươi hãy nói cùng david kẻ tôi tớ ta như vậy Đức Giê-hô-va vạn quân có phán như vậy. Ta đã gọi ngươi từ giữa đồng cỏ, từ nơi ngươi chăn chiên, đặng lập ngươi làm kẻ dẫn dắt dân Israel của ta. Ta đã ở cùng ngươi trong mọi công việc ngươi làm, tuyệt diệt các kẻ thù nghịch ngươi khỏi trước mặt ngươi, khiến cho ngươi được danh lớn như danh người sang trọng của thế gian. Ta đã sắm sẵn một chỗ cho dân Israel ta làm cho nó châm rễ tại đó và nó sẽ ở nơi mình, chẳng còn bị quấy rối nữa. Các con loài ác sẽ chẳng hà hiếp nó nữa như ngày xưa, tức là như lúc ta lập quan xét trị dân Israel ta. Ta đã giải cứu ngươi khỏi các thù nghịch ngươi mà ban bình an cho ngươi. Rốt lại, Đức Giê-hô-va phán hứa rằng Ngài sẽ dựng cho ngươi một cái nhà khi các ngày ngươi đã mãn và ngươi ngủ với các tổ phụ ngươi, thì ta sẽ lập dòng giống ngươi kế vị ngươi, là dòng giống do ngươi sinh ra, và ta sẽ khiến cho nước nó bền vững. Nó sẽ xây một đền thờ cho danh ta, và ta sẽ khiến cho ngôi cùng nước nó bền đổ đời đời. Ta sẽ làm cha nó, nó sẽ làm con ta. Nếu nó phạm tội ác, tất ta sẽ sửa phạt nó bằng roi và thương vít loài người. Nhưng ta sẽ không rút ân điển ta khỏi nó như ta rút khỏi sau lơ là kẻ ta đã trừ diệt khỏi trước mặt ngươi. Như vậy, nhà ngươi và nước ngươi được bền đổ trước mặt ngươi đời đời. Ngôi ngươi sẽ được vững lập đến mãi mãi. Nathan đến thuật lại cho David mọi lời này và sự mặc thị này. Vua David bèn đi đến hầu trước mặt Đức Giê-hô-va mà nói rằng: Lạy Chúa Giê-hô-va, tôi là ai, họ hàng tôi là gì mà Chúa đã đem tôi đến nơi này. Lại Chúa Giê-hô-va, điều đó Chúa há còn cho là nhỏ mọn sao, nên Chúa lại nói về nhà của tôi tới Chúa trong buổi lâu về sau. Lại Chúa Giê-hô-va, điều này há theo cách thường của loại người sao. David còn nói thêm được lời chi nữa. Ôi Chúa Giê-hô-va, Chúa biết kẻ tôi tới Chúa. Ấy vì lời Chúa và tùy theo lòng Ngài mà Chúa đã làm những việc lớn này và tỏ cho kẻ tôi tớ Chúa biết. Vì vậy, Jehovah Đức Chúa Trời ơi, Ngài là rất lớn, chẳng có ai giống như Ngài và chẳng có Đức Chúa Trời nào khác hơn Ngài như lỗ tai chúng tôi đã nghe. Chớ thì, trên khắp thế gian, có dân tộc nào giống như dân của Chúa là Israel, một dân tộc mà Đức Chúa Trời đã đi chuộc lại đặng làm dân của Ngài hầu cho chúa được danh lớn nên chúa nhân vì chúng tôi nhân vì sứ của ngài mà làm việc lớn lao đáng sợ này chúa đã đuổi những dân tộc và thần tượng chúng nó khỏi trước mặt dân sự mà chúa đã chuộc ra khỏi xứ egypto đặng nó thuộc riêng về ngài vì chúa đã lập dân israel làm dân của chúa đời đời còn chúa ôi đức giê-hô-va làm đức chúa trời của dân đó vậy bây giờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ơi, xin hãy làm cho vững chắc đến đời đời những lời Chúa đã phán về kẻ tôi tới Chúa và về nhà nó cùng làm y như Chúa đã phán vậy. Nguyện danh Chúa được ngợi khen mãi mãi và người ta nói rằng Giê-hô-va vạn quân là Đức Chúa Trời của Israel. Nguyện nhà David là kẻ tôi tớ Chúa được vững bền trước mặt Chúa. Vả lại, hỡi Giê-hô-va vạn quân là Đức Chúa Trời của Israel, Chính Chúa đã phán lời hứa này cùng kẻ tôi tới Chúa rằng ta sẽ dựng nhà cho ngươi. Bởi cớ đó, kẻ tôi tới Chúa nói dạng dĩ mà cầu xin Chúa mấy lời này. Vậy, bây giờ, hỡi Chúa Giê-hô-va, Ngài là Đức Chúa Trời và các lời của Ngài là chân thật. Chúa đã hứa cùng kẻ tôi tới Chúa làm cho nó những ơn phước này. Vậy, xin Chúa ban phước cho nhà kẻ tôi tớ Chúa, để nó còn tại trước mặt Chúa đến đời đời. Vì hỡi Chúa Giê-hô-va, ấy là Chúa đã phán, nguyện nhà kẻ tôi tớ Chúa được hưởng phước của Chúa đến mãi mãi. Chương 8 Sau điều đó, David đánh bại dân Philippines, bắt phục chúng nó và cất quyền kinh đô khỏi chúng nó. Người cũng đánh dân Moab, bắt chúng nằm dài trên đất mà lấy dây đo, đo hai dây để giết, rồi đo một dây để sống. Như vậy, dân Moab phải phục David và đóng thuế cho người. David cũng đánh Hadadese, con trai của Rehob, vua Soba, đang khi người đi đặng lấy lại quyền quản hạt trên sông Euphrates. David bắt của người 1.700 lính kỵ và 20.000 lính bộ, cắt nhượng ngựa của các xe, chỉ để dành cho chúng nó 100 cổ xe mà thôi. Dân Syria ở Đa Mách đến tiếp trợ Hadadese, vua Soba. David bèn giết chúng nó 22.000 người. Kế đó, người lập đồn trong Đa Mách, xứ Syria. Dân Syria phục dịch David và nộp thuế. Hễ nơi nào David đi đến, thì Đức Giê-hô-va cho người được thắng. David lấy những thuẫn bằng vàng của các đầy tớ Hadadese mang mà gửi đến Jerusalem. Ở Betach và Berotoi, hai thành của Hadadese, vua cũng đoạt lấy đồng rất nhiều. Thôi, vua Hamad hay rằng vua David đánh bại cả đạo binh của Hadadese, bèn sai Joram, con trai mình, đến vua David đặng chào mừng và tặng khen người đã đánh bại Hadadese. Vì Hadadese hằng đánh giặc cùng thôi. Yoram Ram đem dân những chậu bằng bạc, bằng vàng và bằng đồng. Vua David cũng biệt các món này riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va, y như người đã biệt riêng ra thánh bạc và vàng của các dân tộc mà người đã bắt phục, tức là dân Syri, dân Moab, dân Ammon, dân Philippines và dân Amalek. Người cũng làm như vậy về của giặc, lấy nơi Hadadese, con trai của Rehob, vua xứ Soba. Sau khi thắng dân Syri trở về, David lại nổi danh tiếng vì đánh giết một vạn tám ngàn dân Edom trong trũng muối, người lập đồn trong khắp xứ Edom và cả xứ Edom phải phục David. Như vậy, Đức Giê-hô-va khiến cho David được thắng khắp nơi nào người đi đến. David làm vua trên cả Israel cai trị cả dân sự mình cách ngay thẳng và công bình. Joab, con trai Seruya, làm quan tổng binh. Josaphat, con trai Ahilut, làm quan thái sử. đốc con trai Ahitub và Ahimelech, con trai Abitha, làm thầy tế lễ và Seraya làm ký lục. Benaya, con trai Jehoiada, làm quan trưởng dân Kerethit và dân Phê-lê-thít. còn các con trai david làm tể tướng vua